Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn, hiệp dân thánh lễ trong ngày mà toàn thể thế giới được mời gọi khi cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng cho mọi con cái của Chúa trên khắp dương gian này. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta, nhất là những người đang thao thức vì ý thức rằng mình là con của Chúa, mình đã được lãnh nhận bí tích thanh tẩy để được sai đi. Chúng ta đang sống trong hồng ân của Chúa, chúng ta ý thức mình phải trở thành một sứ mạng để loan báo tin mừng cho anh chị em của chúng ta. Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần để giúp cho chúng ta được lòng nhiệt thành và khôn ngoan để có thể chu toàn sứ mạng của chúng ta với tất cả những nhiệt tình, những sáng kiến mà Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dạy chúng ta từng bước trên hành trình cuộc sống trong cuộc đời Kitô hữu của mình, để nhờ đó danh Chúa và tình yêu của Ngài sẽ được mở rộng, được rao giảng đến khắp các tâm hồn những người đang cần được hưởng lòng thương xót của Chúa để sống trong tình Thiên Chúa là Cha yêu thương. Với tất cả những tâm tình ước nguyện ấy, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối những lầm lỗi thiếu sót của mình và đại xin Chúa thứ tha để chúng ta được bớt bất xứng mà hiệp dân thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trương tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con cả người Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa.
Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, để công trình của Đức Kitô tiếp tục cho đến ngày tận thế, Chúa đã làm cho hội thánh trở nên dấu chỉ ơn cứu độ. Chúa sẵn sàng ban cho hết thảy mọi người. Xin soi sáng các Kitô hữu, cho họ hiểu biết rằng mình đã được Chúa chọn để đem tin mừng đến cho thế giới. Nhờ vậy, từ muôn dân trên khắp hoàn cầu, một dân mới sẽ xuất hiện. Đó là đoàn dân nhìn nhận Chúa là Cha và nhìn nhận Đức Kitô là Đức Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài Trích Sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, An-na-man, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm 7 lần ở sông Giô-đan như lời tiên tri. Người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở lên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch. Sau đó, ông và đoàn tùy tùng trở lại gặp của người Thiên Chúa. Đến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ ngoài Thiên Chúa của Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông. Tiên tri trả lời rằng: Có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt người, thật tôi không dám nhận đâu. Na-man cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Na-man nói thêm rằng: Tùy ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi là đầy tớ của ông được chở một ít đất vừa sức hai con la chở được. Vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hay hy lễ cho thần minh nào khác. Đó là lời Chúa. Hãy ca mừng Thiên Chúa, bài ca mới. Hỡi toàn thế địa cầu, hãy vui mừng. Hãy ca mừng Thiên Chúa chí tôn. Hãy chúc tụng hiền danh thánh Ngài. Hãy loan truyền những công việc lạ lùng của Chúa. Hãy loan truyền thánh danh Ngài giữa chư dân.
hãy ca mừng Thiên Chúa đấng cứu thoát. Ngày ngày hãy loan truyền ơn cứu độ, hãy tường thuật vinh quang khắp nơi, ca khen Ngài quyền năng giữa đời. Hãy loan truyền những công việc lạ lùng của Chúa, hãy loan truyền thánh danh Ngài giữa chư dân. Hãy dâng tặng Thiên Chúa ngàn dân hỡi, Chúa uy quyền với vinh dự, hân khen mừng Thiên Chúa chi nhân. Chúa hiền trị ngàn dân kính thờ, hãy loan truyền những công việc lạ lùng của Chúa, hãy loan truyền thánh danh giữa chư dân. Bài đọc 2. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi Timôthê. Con thân mến, con nghĩ rằng Chúa Kitô bởi dòng dõi David đã từ cõi chết sống lại theo như tin mừng Cha đã rao giảng. Vì tin mừng đó mà Cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác. Nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích. Vì thế, Cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Đức Kitô. Đây, Cha nói thật, nếu chúng ta cùng chết với người thì chúng ta cùng sống với người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với người. Nếu chúng ta chối bỏ người thì người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin người, người vẫn trung thành, vì người không thể chối bỏ chính mình người. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa cùng anh chị em. Ta ở cùng Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và nhân danh người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy, Thầy sẽ sai các con đứng Cha Thầy đã hứa. Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bethania và giơ tay chúc phúc cho các ông.
Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy người và trở về Jerusalem, lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. Đó là lời Chúa. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, hôm nay chúng ta hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng. Có lẽ có người sẽ đặt vấn đề là việc loan báo tin mừng đó là việc của Thiên Chúa, thế sao lại bắt con người phải đi loan báo? Cái lý do nào khiến con người phải đi loan báo tin mừng và rồi lại phải cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng? Bởi vì nó vừa là việc của Chúa, như trách nhiệm của Ngài, nó vừa thuộc thẩm quyền của Thiên Chúa và Thiên Chúa đủ quyền năng để làm cái điều đó. Tại sao lại kêu gọi con người phải loan báo tin mừng và phải cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng? Lẽ đây là một điều chúng ta được mời gọi để suy nghĩ. Trong cái sứ điệp mà Đức Thánh Cha Francisco gửi cho các tín hữu trên toàn thế giới trong ngày lễ truyền giáo này, Ngài lấy chủ đề là được rửa tội và được sai đi. Thì muốn nói đến cái việc hội thánh phải rao giảng tin mừng trên khắp thế giới này. Cái điều này nó cũng làm sáng tỏ lên cái vấn đề mà người ta có thể đặt ra là việc loan báo tin mừng phải là chuyện của Chúa. Đúng, thế nhưng mà chuyện của Chúa nó cũng gắn liền với chuyện của chúng ta, bởi vì chúng ta có liên hệ với Chúa. Chúng ta là thành quả của tình yêu của Thiên Chúa, là tuyệt đỉnh của cái công trình tạo dựng mà Thiên Chúa đã thực hiện, là tạo dựng nên con người chúng ta giống hình ảnh của Ngài. Và Ngài yêu thương chúng ta, yêu thương đến mức độ hiến ban con một của Ngài cho chúng ta, và Ngài chăm sóc cho chúng ta đủ mọi thứ. Cho nên cái phép rửa, cái việc chúng ta được rửa tội, nó cũng là thành quả của tình thương Thiên Chúa, là dấu chứng của một tình yêu Thiên Chúa đã yêu thương con người đến mức độ hiến ban con một của Ngài cho chúng ta. Người con một ấy đã chết, đã đổ máu mình ra, đã chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Và chúng ta lãnh nhận phép rửa là chúng ta được tái sinh trong chính tình yêu cứu độ ấy. Cho nên chúng ta đón nhận cái ân sủng lớn lao đó, chúng ta cũng được mời gọi để làm chứng nhân cho tình yêu ấy. Cho nên nghĩa là Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta, dĩ nhiên Ngài cũng muốn làm rạng rỡ vinh quang của Ngài. Nhưng mà không phải vì thế mà giống như kiểu người đời bắt con cái mình phải phục vụ, phải làm sao cho cha mình được vinh hiển. Nhưng dĩ nhiên thì con cái mà nó tốt đẹp thì nó sẽ làm rạng rỡ danh cha mẹ của mình, chứ không nghĩa là phải làm sao cho là nở mặt nở mày cha mẹ mình, chứ không phải là người con đúng đắn khi nó chỉ làm lỡ mặt lỡ mày cha mẹ mình. Đó là cái thực tế mà lại chúng ta được mời gọi để suy nghĩ từng ngày và thực hiện trong cái sứ vụ phải loan báo tin mừng, phải được sai đi để loan báo tin mừng cho khắp muôn dân. Cái điều đó là chúng ta
mới hiểu được cái lý do tại sao nói giáo hội là tự bản chất là truyền giáo, và từng người Kitô hữu của chúng ta không trừ một ai cả, phải mang lấy cái sứ mệnh loan báo tin mừng ấy, tức là loan tin, kể lại cho người khác, làm chứng cho người khác về tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho mình. Cho nên điều đó có lẽ chúng ta thấy được cái lý do phải thực hiện cái công cuộc loan báo tin mừng này. Thế nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lại trước nhất Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Chúng con hãy cầu xin Chúa sai những thợ gặt ra đi để thu hoạch cái đồng lúa này về. Chúng ta hãy cầu xin, bởi vì chúng ta biết rằng cái con người của mình yếu đuối và giới hạn, cho nên cần ơn Chúa lắm. Cần ơn Chúa thì không phải Chúa vừa lo cái điều này mà còn Ngài còn bắt chúng ta phải cầu nguyện như là một cái chuyện đòi hỏi không xứng hợp. Nhưng như chúng ta biết, Thánh Augustino Ngài đã giải thích cho chúng ta biết, dù rằng Thiên Chúa quan phòng, Ngài chăm sóc, Ngài làm ban cho chúng ta đủ mọi ơn, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện không phải để cho Chúa biết mà Chúa ban ơn cho chúng ta. Nhưng Chúa sẵn sàng ban ơn cho chúng ta cả những điều chúng ta không có biết xin, và cả những điều chúng ta dường như thờ ơ, không bao giờ thèm xin, nhưng mà Chúa vẫn cho, Chúa vẫn ban ơn cho. Nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện là để chúng ta khơi dậy cái lòng khao khát của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để lòng của chúng ta thực sự được mở ra cho xứng với tình thương ban ơn của Thiên Chúa. Thánh Augustino đã nhấn mạnh đến điều đó. Để khi chúng ta cầu nguyện như vậy, chúng ta biết làm cho đời sống của mình nó xứng hợp với tình yêu của Chúa, và chúng ta biết cảm nhận được một cách sâu xa và phong phú hơn ơn Chúa dành cho chúng ta. Có một câu chuyện kể là ngày nọ ở bưu điện người ta nhận một cái thư về cái đề ở ngoài, có vẻ chữ mệt ngoạc, cái giống mới tập viết. Cậu bé gửi cho Chúa, cái địa chỉ là Chúa, thì biết làm sao. Trong đó cái ông biết gửi, người phát thư biết gửi cho ai, bị chuyển làm sao đây, gửi cho Chúa. Thế em ông mới mở cái thư ra thì thấy có hàng chữ: Chúa ơi, con là Tôm, 6 tuổi, gia đình con khổ lắm, ba con chết sớm, mẹ con phải vất vả lắm để nuôi 6 anh chị em của con. Xin Chúa thương giúp cho con 300. Thế là cái lá thư đó được loan cho những cái thành viên trong bưu điện đó, và họ cảm thấy cảm kích lắm, họ mới vận động nhau để giúp cho cái em này, và gom được 100 đồng và gửi lại cái thư đó theo cái địa chỉ của em. Và vài tuần sau thì bưu điện lại nhận một bức thư như vậy nữa, và trong bức thư đó cái này đề là: Chúa ơi, lần sau Chúa gửi cho con thì nhớ gửi trực tiếp, đừng có gửi qua bưu điện. Bởi vì lần trước gửi qua bưu điện nó ém bớt 200. Có lẽ chúng ta nghĩ một cái chuyện nó có vẻ ngây ngô, nhưng mà nhiều khi chúng ta cầu nguyện là ta giao cái việc đó cho Chúa. Chúng ta đưa cái chỉ tiêu cho Chúa để Chúa hành động cho chúng ta. Nhiều khi không được thì chúng ta cảm thấy khó chịu, dễ phiền trách Chúa, và có khi tới mức độ thất vọng nữa. Nhưng lời cầu nguyện đích thực là lời cầu nguyện để giúp cho chúng ta khám phá ra ý muốn của Chúa, khám phá ra tình yêu mà nó cao vượt hơn cả cái trí khôn, khả năng của con người. Những điều đó Chúa đã thực hiện cho chúng ta, để nhờ cái mối tương giao đó mà chúng ta sẽ có thể cảm thấu được, cảm nếm được một cách sâu xa, đầy xác tín về tình Chúa yêu thương, để rồi chúng ta làm chứng cho tình thương ấy. Lẽ điều này
cũng thúc nhắc cho chúng ta rằng trong cái việc loan báo tin mừng này, nó không phải chỉ là cái chuyện mà chúng ta cầu nguyện riêng tư với Chúa, mà phải hướng mở ra đến anh em của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta nghe cha Giuse Thụy Ngài đã trình bày về vấn đề hiệp thông và truyền giáo. Cái sự hiệp thông và truyền giáo nó phải gắn kết với nhau. Cái bổn phận truyền giáo chúng ta chỉ có thể thực hiện được khi mà lòng chúng ta sự có cái tâm tình hiệp thông, có một cái sự hiệp thông sâu xa, hiệp thông vừa với Chúa để chúng ta cảm biết ơn Chúa, và hiệp thông với anh chị em của mình để chúng ta hiểu rằng anh chị em của mình cũng cần tình thương của Chúa và cũng cần tình thương của nhau nữa. Để chính trong sự hiệp thông đó mà nó thúc đẩy chúng ta có một sự nhiệt tình, có những sáng kiến để làm cái công việc truyền giáo, và lời cầu nguyện của chúng ta nó trở nên có giá trị. Là chính trong cái niềm xác tín đó mà chúng tôi đã hiệp thông cùng với toàn thể giáo hội để kêu gọi cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận chúng ta hãy tha thiết, hãy nhiệt tình việc cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng. Nhất là trong tháng môi khôi này, chúng ta hãy cầu nguyện với kinh mân côi, và tích cực hơn chúng tôi nghĩ đến cái việc cái ý nghĩa và cái mục đích rất là sống động, rất là hiệu quả của việc lần chuỗi mân côi sống. Đó là cái sáng kiến của một chị người Pháp, chị Pauline Jaricot, mà cách đây 193 năm chị đã sáng nghĩ ra cái việc lần chuỗi mân côi sống này. Chị triệu tập một cái phong trào cầu nguyện cho việc truyền giáo và lần chuỗi, phát động việc lần chuỗi mân côi sống. Chị rủ được 15 người, nhưng trong đó có chị, và để lần chuỗi mân côi sống. Lúc đó thì chuỗi mới có 15 màu nhiệm thôi, và chị có một cái hình ảnh làm nền thế này. Chị nói bây giờ ví dụ có một cái 15 cái cục thang, mà trong đó một có một cục nó cháy đỏ thôi, 14 cục thì cháy xém xém, còn mấy cục kia thì nằm im lìm chưa cháy. Đấy, thì nói nếu để như vậy thì sẽ có cục sẽ còn nguyên, nhưng mà nếu để chung lại với nhau thì nó sẽ trở thành một cái đống than, đống lửa, nó cháy sáng, tỏa sáng, nó đem lại nhiều sức ấm hơn. Nên từ đó chị rủ những chị em, những anh chị em kia là trong 15 người, có thể có những người thật tốt, có những người trung bình, có những người thường thôi, và có những người có lẽ cũng không ra gì lắm, nhưng mà miễn là có thiện chí. Và chị chia cho mỗi người một chục kinh mân côi với một màu nhiệm được suy gẫm, và mỗi người trong sự liên kết với những người khác thì đọc kinh mân côi để cầu nguyện cho nhau trong sự hiểu biết lẫn nhau, và cùng với nhau cầu nguyện cũng như cầu nguyện cho nhau trong ý thức rằng một người làm cùng với và cho nhiều người, rồi nhiều người cũng cùng làm với và cho một người. Như vậy cái hiệu quả nó đem lại một cái tính hiệp thông rất là cao, và cao trong cái lời cầu nguyện, trong đời sống của mình, và nhất là trong ý hướng truyền giáo. Nên năm nay chúng tôi cũng đã kêu gọi trong giáo phận mọi thành phần dân Chúa hãy thực hiện cái điều đó. Hôm nay chúng ta có tới 20 màu nhiệm mân côi, là có mùa vui, mùa sáng, mùa thương và mùa mừng. Đó là cái hành trình cứu thế của Chúa Giêsu, và đó là cái kinh nghiệm hiệp thông của Đức Maria, hiệp thông từ cái cuộc nhập thể và nhập thế rồi cứu độ của chính Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ. Để rồi chính mẹ gửi trao cho chúng ta qua tràng chuỗi mân côi, với việc tôn vinh Thiên Chúa Cha, tôn vinh mẹ Maria và tôn vinh Chúa cả ba ngôi, để cùng cầu nguyện và cầu nguyện cho nhau, cho những nhu cầu xác hồn của chúng ta. Và cách đặc biệt ở đây chúng ta cầu nguyện cho việc truyền giáo. Tôi đã lưu ý đến mọi người khi tham gia vào những chuỗi mân côi sống này thì chúng ta thiết lập những cái nhóm người từ 5 người, 20 người để chia cái màu nhiệm mân côi, chục kinh kính mừng để cùng cầu nguyện với nhau, nhưng mà cần phải ghi danh để biết nhau.
chứ không phải rút thăm như là rút lọc xuân để rồi cứ cái mầu nhiệm đó mình đọc mà không cần biết rằng mình đọc với ai, mình đọc cho ai cụ thể. Tôi đề nghị như vậy là để xây dựng cái tình hiệp thông ở trong cộng đoàn dân Chúa, để nhiều người hiểu nhau hơn, quan tâm đến nhau hơn, để xây dựng một cái điều quan trọng là cái tinh thần hiệp thông để có thể hướng mở đến việc truyền giáo. Và chúng ta cũng biết, nói đến việc truyền giáo, có lẽ nhiều người cũng nghĩ đến cái việc phải loan báo tin mừng cho muôn dân, và trong đó có những người khác ngôn ngữ, khác văn hóa với mình, khác tình trạng đời sống của mình. Nên trong cái tông thư Maximum in Lut thì Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15, Ngài cũng đã kêu gọi chúng ta đừng có coi thường cái việc mình phải trau dồi để mình có một cái ngôn ngữ thông thạo, cái ngôn ngữ để có thể làm việc truyền giáo với người khác. Lại có người nghĩ rằng như vậy thì mình không có thể truyền giáo được như dân tộc. Hôm nọ, ngày hôm qua trong cái ngày đại hội mừng 10 năm Caritas Giáo phận Phú Cường, có một sơ giúp ở trên đồng bào dân tộc Stiên, sơ cũng lo lắng bảo con ởm thời gian cũng lâu lâu mà cũng không có biết tiếng Stiên, mới đề nghị ban Caritas cho con học tiếng Stiên để có thể nói được. Mà tôi nghĩ rằng, tôi nhớ cái kinh nghiệm của các nhà thừa sai Paris, các cha mép ngày xưa các ngài được gửi đến Việt Nam này, các ngài đâu có biết tiếng Việt Nam, đâu được học tiếng Việt Nam trước, càng không được học tiếng dân tộc nữa. Nhưng mà các ngài đến, các ngài sống với, sống cùng với những người bà, sống cho những người đó. Cho nên dần dần thì họ cũng biết, dẫu cho họ không có thể thành thạo được những tiếng lóng khi họ cũng chưa rành, nhưng mà họ gần gũi và họ yêu thương với những con người đang sống ở đây. Cho nên chính cái điều đó, cái tinh thần hiệp thông sẽ giúp cho chúng ta có thể thông thạo không phải cái ngôn ngữ bình thường, mà là cái ngôn ngữ của tình yêu, cái ngôn ngữ đưa chúng ta tới một cái sự hiệp thông để hiểu biết nhau, quan tâm đến nhu cầu xác hồn của nhau và lo giúp đỡ nhau, để từ giúp đỡ nhau ta đưa, ta giới thiệu, ta làm chứng cho một Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương và nâng đỡ, dẫn dắt chúng ta. Như lúc nãy chúng ta nghe cha John Bautista Trương Thành Công đã cho chúng ta nhiều những cái kinh nghiệm trong cái quá trình truyền giáo. Đó là bày tỏ một cái tinh thần hiệp thông luôn thao thức và luôn đầy những sáng kiến để giúp, để xây dựng cái tình hiệp thông đó, và nhờ sự hiệp thông đó mà sẽ loan báo tin mừng một cách rất có hiệu quả ở trong tầm mức của mình, ở trong khả năng, trong vai trò vị trí của mình. Nên đó chính là điều quan trọng, chứ không phải những hội nghị, những cái định hướng này khác trong những văn bản mà nó sẽ giúp cho việc loan báo tin mừng nhiều đâu. Nhưng cái cách sống cùng và sống cho người khác, như bài tin mừng chúng ta nghe, Đức Giê-xu Ngài đã, nếu Ngài chỉ nhập thể mà không nhập thế, thì không đi vào trong cái cuộc hiến mình và sống chết cho nhân loại, có lẽ việc loan báo tin mừng của Ngài sẽ bị chấm dứt và không đem lại hiệu quả gì đâu. Nhưng đó là một mẫu gương để cho chúng ta ngày hôm nay đến nghĩ đến cái sứ mạng phải loan báo tin mừng của mình. Chúng ta cùng cầu nguyện, nhưng chúng ta không quên làm cho hiệu quả của việc cầu nguyện đưa chúng ta tới sự hiệp thông và sống sự hiệp thông đó một cách tích cực với những sáng kiến mà Chúa Thánh Thần sẽ dạy, sẽ chỉ bảo cho chúng ta trong từng lúc, trong từng dịp, trong từng hoàn cảnh, để rồi nhờ đó mà chúng ta làm cho đời sống của chúng ta thực sự trở nên một sứ mạng, trở nên một chứng tá loan báo tin mừng cho muôn dân một cách hiệu quả như lòng Thiên Chúa ước mong và như chính mỗi người chúng ta cần phải thực hiện điều đó. Xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta, những người hôm nay đang hiện diện với tất cả niềm thao thức yêu mến và muốn dấn thân truyền giáo, cũng ngày càng sống được cái tinh thần hiệp thông này để sứ mạng, cái trách nhiệm của chúng ta được thực hiện một cách tốt đẹp trong ơn Chúa và trong sự liên đới với nhau. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin Kinh một Thiên Chúa.
ơi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muốn vân đương tạo thành vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, ơi đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mãi tang. Ngày thứ ba Người sống lại đúng lời Thánh Kinh, Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiện Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã trao cho Hội Thánh sứ mạng loan báo tin mừng. Trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay, chúng ta hãy tin tưởng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Chúa phán: Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo tin mừng cho muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn nỗ lực hoàn thành sứ mạng loan báo tin mừng bằng lời giáo giảng, lời cầu nguyện và bằng việc bác ái hàng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Đẹp thay những bước chân sứ giả rao giảng tin mừng. Xin cho các nhà truyền giáo ở khắp nơi trên thế giới có được đức tin vững vàng, sự khôn ngoan và một nghị lực mạnh mẽ để luôn can đảm dấn thân trong sứ mạng cao cả này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Xin cho các Kitô hữu luôn biết sống gương mẫu đạo đức trong hoàn cảnh của mình và bác ái với mọi người xung quanh, để những ai chưa biết Chúa nhận ra Chúa đang hiện diện trong họ mà tin yêu vào Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Truyền giáo là trách nhiệm và bổn phận của mỗi tín hữu. Xin cho mỗi người trong giáo phận Phú Cường chúng ta được trở nên một sứ giả đích thực của tin mừng, luôn nhiệt thành, quảng đại và hy sinh trong công cuộc truyền giáo của giáo phận. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa muốn quy tụ mọi người trong con yêu dấu của Chúa là Đức Giêsu Kitô. Xin cho mỗi người chúng con, những tín hữu của Chúa Kitô, biết yêu mến Ngài và sống theo lời Ngài dạy cũng như theo gương mẫu của Ngài, để nhờ đó chúng con có thể trở thành những chứng tá sống động và những chứng nhân hữu hiệu cho việc loan báo tin mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa nhân từ xưa kia để cứu độ trần gian tội lỗi, Chúa đã chấp nhận lễ tế của Đức Kitô
khi người đổ mau đào để tôn vinh Chúa. Hôm nay hội thánh cũng đang dâng Thiên Chúa chinh lễ tế này, vui xin Chúa vui lòng chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì khi con cái bị tội ác phân tan, Chúa đã muốn nhờ máu con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhân bởi mầu nhiệm một Chúa ba ngôi mà ca tụng thường trí vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh được nhân biên, là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế hiệp với ca đoàn ca thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: trời đất đầy vinh quang Chúa, hoàn đồ Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng gửi đến nhận danh Chúa. Hoàn đồ Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con đại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ương mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên môn nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Giuse chúng con, Đức Giám mục Phêrô và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân đã cống hiến cho công cuộc loan báo tin mừng trên cánh đồng truyền giáo giáo phận chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống đường bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Tôi trần gian xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
đã đến trong cuộc trần này với tình yêu thương, niềm vui hạnh phúc Chúa trao ban, u ấm dân dìu từng bước đỡ nâng đời con. Trong cuộc trần này sứ mạng trao tay, lời con thề ước bước con đi làm chứng nhân nương trời, muôn đời dấn thân cho thế trần hôm nay. Con đi loan báo tin mừng bằng đời sống con ở giữa mọi người trong tình yêu thương, phụng vụ hy sinh tận tình cho nhau. Con đây luôn luôn biết mình yêu hẹn Chúa ơi, nhưng đặt cho niềm tin vào ơn Thánh Linh, giúp con nhiệt tình vì danh Chúa chí linh. Con đã đến trong cuộc trần này lãnh nhận muôn ân, và Chúa đã muốn dẫn đưa con theo bước của Ngài trở nên muối men nồng thơm. Con đã đến trong cuộc trần này với lòng mê say, niềm vui tận hiến sống trung kiên, làm tan những ưu phiền để đời hắn vang tin yêu Ngài hoa chân. Con đi loan báo tin mừng bằng đời sống cho nhau. Con đây luôn luôn biết mình yêu hẹn Chúa ơi, nhưng đặt cho niềm tin vào ơn Thánh Linh, giúp con nhiệt tình vì danh Chúa chí linh. Con đã đến trong cuộc trần này giữa mọi anh em cùng chung nhịp sống, khát mong cho thế giới an hòa tình người nở hoa đẹp tươi. Con đã đến trong cuộc trần này với lời ru êm gọi con hãy biến sống vươn lên, làm tươi tốn cho đời, rằng người danh Cha là Chúa cả trời đất. Con đi luôn báo tin mừng bằng đời sống mọi người trong tình yêu thương, phụng vụ hy sinh tận tình cho nhau. Con đây luôn luôn bên mình yêu hẹn Chúa ơi, nhưng đành tròn niềm tin vào ơn
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa nhân hậu khôn lường, ương gì bí tín thánh thể làm cho chúng con nên thánh, trong cộng đoàn dân Chúa ngày một thánh thiên. Nhờ đó cộng đoàn sẽ có khả năng làm cho muôn dân được hưởng nhờ ơn cứu độ Đức Kitô đem lại khi Người hy sinh trên thập giá, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chung tùng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa.